có một lục địa ở hành tinh đáng yêu, nơi rất nhiều sinh vật sinh sống. Các bạn ấy rất đáng yêu và tinh nghịch, luôn giúp đỡ lẫn nhau. Kaiyo Hiao, hãy nhảy lên nào, lên và xuống. Các bạn ấy tên là thỏ vui vẻ. Kaiyo từ đầu đến cuối đều là những cuộc hành trình vui vẻ. Kaiyo Hiao, trái phải, xung quanh ta đều là những người bạn tuyệt vời. Thỏ vui vẻ ơi, chúng ta hãy cùng bảo vệ hành tinh này nhé. Kaiyo Hiao, hãy nhảy lên nào, lên và xuống. Các bạn ấy tên là thỏ vui vẻ. Kaiyo từ đầu đến cuối đều là những cuộc hành trình vui vẻ. Kaiyo Hiao, trái phải, xung quanh ta đều là những người bạn tuyệt vời. Thỏ vui vẻ ơi, thật hạnh phúc khi chúng ta luôn là những người bạn của nhau. Bộ phim Điều ước của thỏ. Tập phim Càng nhiều người càng mạnh. Cáo nhút nhát, người khóa mục tiêu lâu vậy? Không. Rất khó để tìm một người anh em phải không? Dạ không, nhưng em nghĩ tốt hơn hết là dùng sự khôn ngoan. Ý của người là với một chút cảm giác bình thường thì không thể gia nhập với chúng ta sao, đúng không? Em không có ý đó, không có. Được, ta sẽ tự tuyển mộ những thành viên tin cậy của mình. Sếp ơi, ngươi không tin ta sao? Nè, bạn, dừng lại. Ngươi có biết ta là ai hay không? Không. Cái gì? Tôi là cừu tinh ranh, người mạnh nhất ở Tenko. Ngươi không biết sao? Hả, không biết? Thôi bỏ đi, một nông dân thì không biết tôi là ai phải rồi. Đi thôi, cầm những đồng tiền này để gia nhập cùng chúng tôi. Hãy gọi tôi khi bạn bị bắt nạt nha. Nhớ đó. Không, 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 không. Năm. Không, không, không. Một. Không, không. Không một đồng nào sao? Này, bạn đang khiến tôi thất vọng đó. Phải. Đáng ghét. Bạn không thể hiện sức mạnh của mình hay sao? Hả? Gì vậy? Ngươi muốn làm gì? Sếp ơi, giờ chúng ta làm gì đây? Ui da, ta không đồng ý với bạo lực. Ta không ngờ là thỏ vui vẻ tới sớm vậy. Chúng cản đường ta, mình phải tìm cách loại bỏ chúng mới được. Thật không may, mình không thể đối đầu trực tiếp với chúng. Làm sao bây giờ? Wow, sếp nhìn kìa. Sao người lại hét lên vậy? Gã đó cao mạnh và có cánh nữa. Dường như anh ta rất thích hợp và thứ mất đi rồi cũng sẽ lấy lại được thôi. Có lẽ bạn gặp khó khăn, bạn cần giúp đỡ. Người này, tôi đã có anh ta. Sếp ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Anh ta có vẻ là một tay đấu giỏi đó. Ta sẽ chạm vào anh ta với sự hấp dẫn của mình. Nè, nè, bạn cần giúp đỡ. Hả? Phớt lờ tôi sao? Đứng lại. Hả? Ngươi định làm gì? Nè, bạn nè, bạn đang gặp rắc rối hả? Ủa, sao ngươi biết được? Ngươi đùa ta sao? Ta là cừu tinh ranh, là người tanker mạnh nhất. Ngươi biết chứ? Người mạnh nhất sao? Nào, đừng ngần ngại, đừng từ chối. Hãy gia nhập với chúng tôi.
chúng tôi sẽ giúp cho cậu thoát khỏi rắc rối của mình. Người có nhiều người không? 2, 3, cộng thêm cậu nữa. Phí thời gian quá. Đợi đã. Này, không cần quan tâm chúng ta có bao nhiêu người, nhưng sự thống nhất là trên hết. Người đã nghe câu chuyện về sức mạnh của đoàn kết không? Chuyện kể hả? Chuyện của người có hấp dẫn không vậy? Cậu nhút nhát, một cây tre sẽ dễ dàng bị người bẻ gãy, nhưng mà nếu như có 2 cây thì khó mà bẻ. Ủa? Hả? À, thêm nữa. Không được. Cái gì chứ? Người không thể bẻ gãy cùng một lúc. Câu chuyện không thuyết phục. Sếp ơi, hắn ta không cần hiểu việc này. Chúng ta không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Người phải thuyết phục hắn ta. Mình phải lấy chìa khóa cửa băng từ khủng long hủy diệt, nhưng làm bằng cách nào bây giờ? Không biết sẽ làm sao đây. Rùa thông minh, để mình thử với cái nhỏ được không? Được thôi. Mình thích cái nhỏ và rùa thông minh lắm. Anh bạn, cậu cũng câu cá nữa hả? Đúng rồi, có cách rồi. Khủng long hủy diệt sẽ đưa cho mình chìa khóa nếu mình đưa cá nhỏ cho cậu ta. Nè, đợi đã. Lại là cậu sao? Chúng ta là bạn mà. Chúng ta trở thành bạn từ khi nào vậy? Chúng ta có thể bắt đầu tình bạn, sau đó thì ngươi có thể coi ta là sếp. Được rồi, là bạn. Nhưng bạn phải giúp tôi làm một chuyện. Đơn giản, cứ tin tôi đi. Cậu muốn chúng tôi làm gì? Giúp tôi bắt cá nhỏ. Cá nhỏ hả? Nghe lạ quá, tôi chưa nghe nói tới nó. Sao cũng được, miễn là ta giúp ngươi bắt được cá nhỏ, ta sẽ là sếp của ngươi. Hoàn thành việc này đã. Con cá đáng ghét, ra đây nhanh lên. Ta mệt quá, ta muốn quay về. Không. Có chuyện gì vậy? Sao ngươi có thể đi được chứ? Chúng ta đã giao kèo rồi mà. Khi nào ta có được cá nhỏ, ta sẽ là sếp của ngươi. Nhưng giờ ngươi chưa bắt được mà. Ngươi gạt ta. Ngươi đã làm vậy. Hãy xem ta đây. Búa sấm siêu năng lực biến hình. Robot búa sấm. Ta không tin khi toàn bộ hồ bị thổi bay. Sếp ơi, cố lên, ta không thể tìm được một thuộc hạ. Robot búa sớm. Thôi nào. Hả? Sao lại vậy? Cứu với. Cứu với. Lạnh quá. Thật là phí thời gian. Ta đi đây. Đứng lại. Ngươi không xem trọng đó. Ngươi từ chối lời mời nhiều lần rồi. Ngươi đi quá xa rồi đó. Ta sẽ đấu với ngươi. Sếp ơi, sếp bình tĩnh đi mà sếp. Ta không quan tâm. Đi thôi. Người thắng sẽ có quyền nói. Chỉ cần gọi ta là sếp thôi là được rồi. Ta không đùa đâu nha. Đáng ghét. Đỡ nè, sấm sét bùng nổ. Sợ hả? Hối hận vẫn chưa muộn đâu. Ngươi xong chưa? Đừng chọc giận ta, sẽ phải hối tiếc đó. Sếp ơi, chỉ là một đứa trẻ. Dễ quá mà. Đi đi. Ngươi. Ngươi. Ngươi, ngươi. Tên đó đã đi quá xa rồi. Sếp ơi, sếp ơi, sếp không sao chứ? Em đã cố thuyết phục sếp bình tĩnh. Tại sao chứ? Ta là người mạnh nhất mà. Sao chúng lại... Sao lại ăn hiếp ta hả? Thỏ vui vẻ.
hải cẩu quý tộc. Thỏ vui vẻ và thậm chí một đứa trẻ. Người biết thỏ vui vẻ sao? Đúng vậy. Có hay không? Sếp ơi, hắn ta là bạn của thỏ vui vẻ đó. Tôi nhớ ra rồi. Cá giỏ của rùa thông minh. Đi thôi. Hắn là bạn của rùa thông minh. Đi, đứng lại. Sắp chết rồi, chết rồi. Đúng vậy. Sẵn sàng gọi ta là sếp chứ? Không, ngươi gọi ta là ông chủ. Giờ thì không ai có thể bắt nạt được ta. Gọi ngươi là ông chủ sao? Hả? Mình sẽ trở thành một kẻ thấp hèn đó sếp. Giờ thì chúng ta là một nhóm. Để cho thấy sự sang trọng của chúng ta. Làm vì ta trước. Gì vậy? Giúp ta đối phó với thỏ vui vẻ. Chúng ta hãy cùng nhau tiến về phía trước. Oh, chúng ta là những người bạn tốt của nhau. Là bạn tốt dù có phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào, chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau cho đến phút cuối cùng. Hãy đồng lòng và cùng tiến về phía trước. Oh, chúng ta là những người bạn tốt. Những người bạn tốt không sợ khó khăn và nguy hiểm. Chúng ta sẽ luôn vui vẻ và cùng nhau tận hưởng sự tự do. Đáng yêu, thật đáng yêu. Thỏ vui vẻ, nhanh hơn gió. Thỏ vui vẻ với đôi mắt tròn xoe. Thỏ vui vẻ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Những người bạn sẽ luôn ủng hộ cậu ấy. Thỏ vui vẻ là người luôn mang lại hạnh phúc. Chúng ta hãy cùng nhau theo đuổi những ước mơ. Thỏ vui vẻ không bao giờ từ bỏ hy vọng. Tình bạn là món quà quý giá nhất. Tình bạn là món quà quý giá nhất.